Kính thưa quý vị, chúng tôi Trần Hồng Tuyết xin tái ngộ cùng quý vị. Như quý vị đã biết, lần trước chúng tôi đã đưa đến quý vị một đoạn nói chuyện với chúng tôi giữa chúng tôi và ông Colin Shanner của công ty Pingosolar. Hôm nay chúng tôi mời thêm được một vị khách nữa đến với chúng với trong trong văn phòng thu âm của chúng tôi là anh John Bùi, một người Việt Nam cũng là nhân viên ở trong cái Pingosolar. Thì chúng tôi hy vọng là cuộc nói chuyện của chúng tôi hôm nay sẽ đem thêm một ít tin tức về cái công ty và cũng như những cái chương trình mới mẻ của công ty Pingosolar với anh John Bùi and Colin Shanner again. Yes, sir. Trước hết, Tuấn Dũng xin chào quý vị của đài VNTV và chào anh Tuyết, cho một cái nghĩa là hân hạnh lên đài để trình bày với quý vị về cái solar. Thì thưa quý vị, chúng ta nghe rất nhiều về solar rồi, thì trong cộng đồng chúng ta ít nhiều gì chắc cũng đã có nhiều người biết về hoặc là đang sử dụng cái solar này. Thì cái đặc biệt của cái công ty của Pingosolar này như thế nào thì chúng ta một lần nữa để gửi đến quý vị về những cái chương trình mới nhất của Pingosolar hoặc là những cái chương trình hiện bây giờ này trong thị trường của chúng ta về cái của Pingosolar, đúng không anh? Thì nếu mà chúng ta trở lại cái lịch sử của solar đó, thì tiếc biết anh là một trong những người đã nằm trong cái lĩnh vực solar này rất là lâu, và cái thời gian mà anh làm đó thì anh làm trong cái công ty, một công ty gọi là Solar City, đúng không? Là một công ty rất là lớn. Thì thưa hỏi thì anh hồi xưa đó, anh làm trong công ty Solar City, thì tiếc biết là hồi xưa chúng ta qua một cái chương trình gọi là lease. Thì bây giờ này với cái công ty mà anh đã gọi là chuyển hướng về cái công ty Pingosolar, thì giữa cái công ty lease và giữa cái hoặc là cái chương trình lease hồi xưa với lại công ty của anh bây giờ này đó, thì nó có gì khác biệt nhiều không thưa anh? Dạ thưa anh, tiếc là cái chương trình của Solar City đó, tức là cái lease là PPA, tức là mình mua cái điện sản xuất bằng năng lượng mặt trời. Thì theo do đó Solar City sẽ gắn cái máy lên trên mái nhà mình và sản xuất điện thì anh được 30% off từ cái năng lượng mặt trời. Tức là cái tiền điện của mình sẽ không bao giờ hết cả. Tức là mình chỉ bớt được 30% thôi. Thì Tuấn Dũng thấy cái Pingosolar này đặc biệt đó, là mình nói mua đây đó, thì Tuấn Dũng gọi là đầu tư. Khi mình đầu tư vào system này đó, coi như là mình off cái mình không có trả cái tiền điện nữa. Coi như là mình xuất cái tiền điện là 30% là tiết chưa có hiểu off là sao? Tức là bây giờ tự nhiên anh trả cho San Diego PG đi là $200. Thì khi anh gắn cái năng lượng mà gọi chương trình PPA đó thì anh được 30% off của $200. Tức là anh được $60 off. Cái đó là một trong chương trình đó. Hồi xưa mình biết lease là khi họ lease cái system, tức là họ thay vì họ mua mà họ gọi là lease lại, họ vẫn có thể xài hết tất cả những cái năng lượng mà trong system đó mà không phải cần trả, giống như 30, 40, 50, nếu mà họ sản xuất được 100% thì nó vẫn offset chứ, đúng không? Đúng, anh offset cái đó, như điều anh vẫn trả cái lease payment, cái lease của anh là trả dụ như 150 hay là 100 gì đó, anh vẫn trả cho đến 25 năm. Right. Còn khi mà anh mua cái này rồi đó thì anh chỉ mua một trong giai đoạn là mình trả hết cái loan rồi đó, thì coi như là mình save cái tiền luôn, mình không phải trả nữa. Ok. Tình thường do đó trên cái long run này, cái này mình tiếc muốn hỏi anh đó là hồi xưa đó mình biết đó là công ty điện lực đó nó gắn, thì mình phải xin phép của công ty điện lực để mà mình gắn cái solar, đúng không? Thì khi mà mỗi năm thí dụ mà cái dàn máy của mình hay là cái system của mình đó, nó gọi là nó generate nhiều năng lượng, nó produce nhiều hơn cái năng lượng mà mình xài, thì thường thường công ty điện lực đó nó phải gọi là nó trả lại cái tiền năng lượng dư đó. Với cái chương trình mà lease với lại cái mua bây giờ này đó, thì hai cái nó có khác biệt nhiều không? Nếu mà thí dụ mà cái mình mua một cái system rất là lớn, xong rồi cái system này nó produce more than what we need, right? Nhiều hơn những cái gì mình cần, thì những cái số dư đó mình có thể bán lại cho công ty điện lực được không anh? Để nói lại rõ cho anh Tuyết với lại quý vị trên đài VNTV á, là khi mà mình gắn cái máy năng lượng, hệ thống năng lượng mặt trời đó, thì nó sẽ bê trên cái tiền bill của mình 12 tháng. Mình chỉ được gắn cái máy vừa đủ trong 12 tháng thôi, chứ mình không được gắn cái bự hơn. Tình thử do đó khi mà mình xài cái này đó thì ban ngày cái the way nó work là ban ngày đó mình sản xuất điện rất là nhiều, mình không có dùng nhiều, thì những cái điện dư đó công ty điện lực sẽ mua lại của mình với giá wholesale. Rồi tới tối đó họ cho mình cái credit, thì tối mình không có sản xuất được thì mình lấy cái credit mình bỏ vào nhà mình dùng tiếp. Thành thử do đó quý vị cứ cuối năm á là coi như là mình sẽ zero cái bill của mình. Còn nếu mà mình dư đó thì công ty điện lực nó sẽ gửi cái tờ giấy nói ok, bây giờ anh có muốn bán điện cho tôi không? Nếu mà anh nói không thì anh lại carry on cái next month. Let me segue into Colin, right? I know that you have an advantage compared to others, that you had been in the commercial side. So a lot of our business partners, for example, within the community, if they want to do it on their businesses,
Are you guys still carry that? Correct. Yeah, we our roots are in that, right. And we specialize in that as well. Right. It's much. It acts the same way as a residential system. It's still under the net metering rules. Right. You're still replacing the utility right. with your own power, right. with your own solar facility, your own power plant. Right. Right. So the economics are fantastic for business owners. Right. We see payback periods of 3 to 4 years. Okay. We here at Pingo Solar, through our roots with Synergy Power, have developed also our own huge million-watt fund for non-taxable entities, for churches, for schools, for Indian reservations, any sort of HOAs, condos, that no one in the marketplace has. Oh, wow. At a price, because they can't take advantage of the traditional 30% tax credit. These right. churches, right, business owners. So that's so a segment those are the of business. So those are the non-profit organizations and correct. The businesses. And so traditionally, if they wanted to go solar, they had to pay the retail price, right? Sure. And then suffer the consequences of not being able to get the tax credit, right? Right. Where we have this special structured acquisition vehicle that results in full ownership for them at a dramatically reduced price, about 20% of what the retail rate would be. Couple that with our already low price per watt, and it's an unbeatable combination. We beat out 7, 10, multiple other solar companies in bidding for these projects. That segment of our business has grown tremendously. Let me touch on quickly what you talked about. The lease also is, the lease had its time and place, right? Going solar was better than staying with the utility. But there was just no adequate purchase, zero down purchase financing where you own the system, which has always been our mission, to partner with our customers on a long-term approach right. That's beneficial not only for them, but for everyone, right? Right? Where the lease, once the veil has been pulled back, so to speak, right. it is very much slanted in the favor of the solar company, right. the economics. Solar has traditionally been sold, and I'm a long-term sales guy, traditionally been sold in a very disingenuous way, right? With no transparency, the mentality to make as much as you could from each individual homeowner. Right. That's not a sustainable so, goal. Since you just mentioned the word transparency, and I'm not sure if we ready to do which do is our this. Key, yeah. Yeah, but in the kilowatts world, right? Right. So we know that each of the watts that we consume, mm-hmm. we pay a certain tier for the SDG, for example, right? Correct. So average out is about 30 cents per watt, for example. Correct. So if for that kilowatt hour. Kilowatts hour. Right, right. If that's the case, for the consumer side, they usually look at that tier one, tier two, and tier three. If they do this solar, right. do you have like an average rate or and, or? And you've hit the nail right on the head. That's the key metric in solar. Just like it is in gas. Gas is transacted in gallons. Just like when we all drive to work and need gas, we look at the gas station with the lowest price per gallon. Right. That's what energy and electricity is as well. What can I get at the lowest price per kilowatt hour? Right. Right? SDG&E territory, just like you mentioned, you're averaging high 20s to 30 cents right. per kilowatt hour. Right. The solar lease gets you to 18 cents a kilowatt hour. Through the zero down purchase, you get to 7 to 9 cents per kilowatt hour. And you've levelized that cost for power right. for life, for 25 years. Right. So that is akin to you and I paying $2 a gallon of gas versus $10 a gallon of gas for 25 years. Right. Versus paying 7 to 8 cents a kilowatt hour as opposed to 28 cents. So that's the average, cents for your system currently correct. Right now that you installed in the customer. Every system. Wow, that's every fantastic system. Then. That's mm-hmm. where you would see the huge economic benefits of tens of thousands of dollars of savings yeah. when you extrapolate it over 25 years, just like you'd pay for gas that yeah. way. And so when John and I came together, John, as you had mentioned, worked for these other big solar companies, right? Yeah. But it resonated with him what we were doing. And so we immediately hit it up. Him as a consumer advocate, what product? John, I can't canceled our lease 2 years ago. It makes no sense. Why I wouldn't sell it to my mom? Why would I want to sell it to a customer who I right. want them to refer all our business? Right. John said, that's just what I'm looking for. That sort of product. Something that we can get behind, the best equipment manufacturers, the best warranties, the best financing, and that's where we came together. And, yeah. And if that's the case, let me segue over to John again. And John, nếu mà anh Colin mới nói đó, những cái lợi của cái solar nó quá nhiều đi thì anh là người trong 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 cái gọi là một cái công ty mà đã làm về cái năng lượng này
Thì anh nghĩ là bây giờ này là đúng cái thời điểm để cho những cái người Việt Nam của mình, hay là những người mà gọi là muốn thoát khỏi cái cảnh mà phải trả điện hàng tháng thì mà càng ngày càng lên, đúng không? Anh thấy mỗi năm mà mình cứ thấy điện nó càng lên. Tại vì thì... anh Tiến biết là dưới San Diego mình nó có cái tiền điện rất là mắc. Đúng rồi. Nó có ba cái tier cuối cùng của nó là 41 sạc. Đúng rồi. Thành thử do đó những trung bình những người ở dưới San Diego là từ 150 có thể lên tới 500 một tháng. Dạ. Yeah. Cái đó là cái average của người San Diego. Thành thử khi mà gắn cái solar này vô đó thì anh hoàn toàn coi như cái bill anh zero luôn. Đúng, đúng. Coi như mình chỉ trả cái tiền connect thì, to the grid là 10 đồng. Dạ, thì nếu mà như vậy là mỗi tháng ví dụ mà anh xài khoảng chừng 150 đồng hoặc là 200 đồng thì anh có một cái baseline nào mà để gọi là cho người ta biết là ví dụ tôi xài 200 thì nên đi gắn cái system, hay là nếu mà tôi xài có 40 thì tôi đâu có cần đi gắn, thì anh có một cái giống như một cái con số quân bình ví dụ có. Mỗi tháng phải xài bao nhiêu thì mới gọi là có lợi để mà mình gắn. Thường thường khoảng 150 á. Thì là anh có lợi, tại vì coi như là anh chỉ switch từ 150 này yeah. qua cái loan. Anh không có down payment gì hết. Yeah. Thành thử do đó cái finance của anh mỗi tháng về cái điện đó, anh vẫn như vậy, không có gì thay đổi yeah. cả. Nhưng mà mình cũng phải nói đấy, mình phải nhìn cái này long term không? Ví dụ 20 năm mà mình fix, đúng không? Mình trả yeah. cái system của mình là mình fix rate cho yeah, 20 năm. Tức là cái loan của mình là chỉ là chuyện đó nó không có tăng lên. Không nhưng tăng. Mà điện lực thì có nó thể tăng lên thường thường thì lúc hơn. Đó là cái return investment của anh sẽ ngắn lại. Đúng đúng. Thay vì bây giờ tự nhiên bây giờ anh là 150 cái investment anh khoảng 5 năm. Dạ. Điều nếu tiền điện nó tăng lên thì cái return investment của anh xuống còn 3 năm. Dạ. Thì đó coi như là anh mua cái điện này coi như là anh prepay vậy đó. Dạ. Giống như anh trả 8 cent trong vòng 12 năm. Dạ. Thì hồi nãy mình cũng có nói chuyện với ông Colin một lần đó, nhưng mà tại vì người Việt Nam với nhau muốn make sure dạ. là mình nói một lần nữa là người Việt Nam của mình thường thường đó là rất là chú trọng về những cái này tiết kiệm gọi là ngân sách và yeah. 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 mà cái thứ hai nữa, tiết kiệm là một phần nhưng mà cái gọi là cái quality và cái warranty là nó quan trọng hơn, đúng yeah, không? Thì quality thí dụ mình mua chiếc xe mình muốn cho nó chạy bền chứ mình không muốn là để cho yeah, nó chạy 2-3 năm nó bị hư rồi phải sửa nữa. Dạ yeah, vâng. Thì với cái kinh nghiệm của anh thì cái công ty của anh hay là cái panels hoặc là cái system mà anh xài đó, cái minimum warranty hồi nãy anh nói là 25 năm thì trong những năm gần đây anh thấy cái failure rate của nó có cao lắm hay không, hay là khi mà bị như vậy thì consumer có bao nhiêu thời gian để mà gọi tới công ty để mà sửa? Thật ra đó anh biết cái solar panel đã có rất là lâu rồi, khoảng 15 năm nay đúng, rồi. Đúng, yeah. Tình thử do đó cái solar panel này rất là bền, những cái yeah. tấm năng lượng nó bền, nó không có một cái mechanical movement gì hết. Yeah. Tình thử do đó cái panel nó ít bị hư. Yeah. Nhưng điều nó sẽ có cái gọi là cái efficiency nó sẽ degrade đi. Yeah. Thì trong vòng 25 năm á, hãng nó guarantee anh á là chỉ xuống tới 80% thôi. Okay. Chứ không xuống hơn quá 80% nó replace panel. Dạ, tức khi mình build system mình build hơn 20% thì tới 20 năm sau vẫn 100%. Dạ, 100% như thường. Yeah. Và cái inverter là cái mà chuyển điện đó, từ yeah. DC qua AC đó, thì công ty mà Pin Solar này đó yeah. dùng của Đức yeah. là một cái công ty đã 40 năm nay, yeah. một cái công ty đầu tiên nghĩa là sáng tạo ra cái inverter. Yeah. Thành thử do đó cái inverter là cái máy mà chuyển điện đó rất yeah. là bền. Yeah. Đó, thành thử là do đó cái chương trình mà solar này quý vị yên chí là những cái gì hư hao đó là công ty lo hết mấy cái đó. Yeah. Đó thì trong vòng 24 tiếng là công ty sẽ gửi người xuống sửa cái đó nếu có yeah. trường hợp bị hư. Dạ, yeah. tức là công ty của mình hiện bây giờ này là tại ở San Diego hay là Cali base ở trên công ty mà Mother đó, tức là Synergy Power đó yeah. nằm ngay tại Carlsbad. Yeah. Và cái công ty chi nhánh Pin Solar Solar này nằm ở Buena Park. Buena Park with warehouse in Fresno, okay. Anaheim, in Carlsbad, yeah. Another office in Merced. So ideally positioned to service the whole state. State. Okay. And if I could tell you, it's just been wonderful, of course, being with you here tonight. Yeah. Let me say, we're long-term solar guys. We're long-term finance guys. We've looked at every way possible sure. for the consumer, the homeowner, to go solar. Yeah. If the other way was better, believe me, we'd be pushing it. Okay. It's not. So do yourself a favor. Get in touch with John. Get in touch with myself. We'll do an economic breakdown comparison with what other companies have told you. There's a lot of misinformation out there. Yeah. We'll spread it out for you. You'll see the difference. Go solar the right way. Go Pingo. Thank you. Okay. Cảm ơn anh. Mà, yeah. mà anh Tiếp cũng nên nói quý vị là khi mà mình mua mà đầu tư cái này mình có nhiều cách để mình làm đó. Anh yeah. Tiếp mình có thể lấy HELOC. Yeah. Tức là Home Equity Line Credit ra. I see. Mình có thể mình refinance căn nhà của mình. I see. Mình lấy tại vì low interest bây giờ ngoài market rất là low. Yeah. Mình có thể refinance và mình cộng cái system mình vô. Trong vòng 30 năm thì một tháng quý vị trả thêm khoảng 5 đồng hoặc 10 đồng. Okay. Trong cái loan payment của mình. Payment, yeah. Thành thử do đó mà sau khi mà mình lấy rồi đó là mình xong là coi như mình không phải trả tiền điện nữa. Yeah. Mà anh cũng nói cho quý vị biết là khi gắn cái này đó, cái giá trị căn nhà mình sẽ lên cao. Yeah. Và cái thuế nóc da, tức là cái property tax của anh đó yeah. được exempt.
bởi federal. Ok, kính thưa quý vị, như quý vị đã nghe đó thì chúng tôi, nếu mà quý vị theo dõi chương trình VNTV đó thì chúng tôi ít có khi nào mà quảng cáo cho những công ty mà gọi là có hại cho quý vị, hay là có những cái sản phẩm gì đó mà gọi là không có được bền lâu để mà chúng ta sử dụng, nhất là trong cộng đồng Việt Nam. Thì hôm nay chúng tôi đã gửi đến quý vị một công ty nữa, hy vọng là quý vị tìm hiểu về công ty này, cho một cái cơ hội để công ty này trình bày thêm quý vị cho những cái gọi là cái nhu cầu về điện lực trong nhà của mình. Nếu mà quý vị chọn solar thì nên tìm hiểu về Pingo Solar như thế nào. Những cái chủ nhân đã những cái chủ nhân lớn rồi, chứ không phải là những như FedEx, UC Davis, những cái công ty rất là lớn đã bỏ tiền vào cho công ty này làm những cái chương trình đó cho họ. Thì chúng tôi nghĩ là những cái consumer, những cái residential hoặc là những cái người chủ nhân chứ mình nhỏ nhỏ, thì hy vọng là chúng ta cũng có được cái sự bảo đảm của công ty lớn này. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã nghe chúng tôi và tìm hiểu về thêm solar như thế nào và những chương trình mới mẻ nhất của công ty Pingo Solar. Cảm ơn anh. And thank again for coming to us. Okay. Thank you very much, sir. Thank you, John. All right, thank you. Go Pingo. Go Solar, huh? And go Pingo.